đâu rồi bao giờ mai chết sạch đâu rồi gió nước bay ngàn đảo trên năm đảo dòng nước bay thay vẻ dưới biển nam địa thế chung mình không sai đổi lời khuyên đổi lời khuyên mình không sai đổi lời khuyên mình thay khuyên đường thế gian sinh phù trần giữa năm canh tí thu tuần đôi người tan tác giờ dần hiểu lý do trong cuộc sống ra sơ trong quốc sử năm ấy tiêu tồn dày phát chiêu định nói nơi rằng trong tương thanh nhà trời tương thanh nhà rời rằng trong tương thanh nhà trời pháo tam hưởng ai thời rằng ta thầy thầy bồi tương thanh đại vương chiều đóng quanh đầm xa đóng quanh đằng xa đông chiều đóng quanh đằng xa truyền cho chữ tướng đi kéo sang đôi hàng quân kéo đi đường đời chính chính cơ đông đảo nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau đường trên cơ đồ
tay có sư 900 đạo phù Phật tổ truyền ba ông về lên đất Sa Pa. Lên đất Sa Pa ông về lên đất Sa Pa. Lấy cửa vạn số phù phù lên đổ cho đệ tử Pa Linh. Trần thế biết tay cứ lên đông đông cứ dày trần ra cứ đâu thời đến khỏi hoa đâu đó khỏi hoa thấy đâu đây đó khỏi hoa dẹp loài ta quái phạm nhan nhiều về thùng mây cứ gió đi về cứ gió đi về thùng mây cứ gió đi về và khi về trần thương lá ở tay chân trong xương năm đi trời sinh thành đế áp sinh tài loanh đế sinh ở sang trong làng rừng người miêu đa
ra đức ông có lệnh truyền ra các quân thủy hồ có cùng là chư dịch ô minh đó phạm pháp thank you.
nhất đường ngư thủy